là workshop QLT Training lần thứ 3 trong năm 2020 của dự án và đây cũng là cái workshop cuối cùng. Gặp mặt nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện, cho nên là lúc ở trên máy bay nhìn thấy mọi người thấy cái workshop lần này sẽ rất là thú vị. Ít ra là chỉ riêng cái việc gặp những con người đấy và được nói chuyện cùng thì đã thấy rất là thú vị rồi. Mình cũng đặc biệt ấn tượng về những chủ đề về queer. Thật sự đó là một cái góc nhìn hoàn toàn mới đối với người mà hoạt động trong cái ngành kiến trúc như mình. Pháp nhân nó cũng là một trong những cái vấn đề ưu tư của những cái không gian sáng tạo như bọn mình không có nhiều cơ hội để tiếp cận. Ấn tượng nhất thì là buổi trò chuyện với Nhã Thuyên của Aja với cả anh Minh từ Phố Salad. Mọi người đã kể ra những cái câu chuyện nó rất là thật và nó rất là cởi mở ấy. Cho thấy cái gọi là cái tình hình chung của những cái không gian sáng tạo hiện nay. Tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới, không cần có sự hỗ trợ của Hội đồng Anh hay Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam hay bất kỳ tổ chức nào khác, tự anh em chúng tôi sẽ tụ họp lại với nhau.